Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Thu Thủy, đến từ công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato. Các bạn thân mến, thân chủ là một hộp gỗ, bên trong có một miếng gỗ để viết nội dung về thân thế sự nghiệp, ngày tháng năm sinh, năm mất của người đã chết. Nó được đặt tại vị trí trang trọng trên bàn thờ của gia đình hoặc dòng họ, để những người đang sống là con cháu của thân chủ thờ cúng. Về nguyên tắc, khi cha mẹ mất đi thì người con sẽ tự lập thân chủ cho cha mẹ hoặc kê khai thông tin với thầy cúng để nhờ họ viết thần chủ cho cha mẹ mình. Nội dung thần chủ được viết trên hai mặt là mặt ngoài, hay còn gọi là phiến diện, và mặt trong, hay còn gọi là nội chủ. Mặt ngoài sẽ viết hai hoặc ba cột với các nội dung câu văn khác nhau, để khi đọc lên sẽ biết thần chủ này của cụ nào và ai là con trai cụ ấy đã viết thần chủ để thờ cha mẹ mình. Khi dỗ sẽ mở hộp ra để nhân thân hành lễ, xong lễ sẽ phong đậy lại. Ví dụ, cụ A người họ Lê Chi đời 1, đời thứ 5 là Lý Trường có con trai tên là B, thì mặt ngoài sẽ viết 3 cột như sau. Cột 1 viết, Lê tộc giáp chi thế thứ đệ ngũ. Cột 2 viết, Hiển khảo tiền bản xã Lý Trường, Lê công phủ quân đệ nhất hàng chi thần chủ. Cột 3 viết, Hiếu tử B phụng tự. Dịch là, đây là thần chủ của cụ họ Lê Chi một đời thứ 5 trước làm Lý Trường, do ông B là con trai đời thứ 6 lập nên để thờ cúng cha mình. Nội dung bên trong thần chủ sẽ viết làm 3 cột. Cột 1 ghi: Sinh ư Giáp Tuất niên tam nguyệt sơ nhất, nhật hưởng linh lục thập tứ tuế. Cột 2 dòng chính sẽ viết: Hiển khảo tiền bản xã Lý Trường, Lê công húy B hiệu Minh Khiết, phủ quân thần chủ. Cột 3 ghi: Tuất ư đinh sửu niên chính nguyệt sơ thất nhật, nếu biết giờ thì ghi thêm giờ. Dịch nghĩa là, cụ A sinh ngày mùng 1 tháng 3 năm Giáp Tuất, mất ngày mùng 7 tháng Giêng năm Đinh Sửu, cụ hưởng thọ 64 tuổi ta. Vừa rồi là những hiểu biết của chúng tôi về thần chủ và nguyên tắc viết thần chủ trong nhà từ đường, nhà thờ họ. Nếu bạn cảm thấy nội dung này là hữu ích, hãy nhấn nút like và chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết. Và đừng quên theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở các số sau. Từ đường Kisato là đơn vị thiết kế và thi công từ đường nhà thờ họ thuộc top 1 cả nước. Với đội ngũ thiết kế và thợ thi công lành nghề, dày dặn kinh nghiệm, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, chúng tôi đã hoàn thành rất là nhiều dự án trên khắp 63 tỉnh thành. Kisato luôn khuyến khích mọi nhân viên, mọi phòng ban ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Với đội ngũ thi công được trang bị máy móc tiên tiến để đảm bảo quá trình thi công được diễn ra một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng. Bên cạnh đó, phương châm làm việc từ tâm và lưu nét đẹp truyền thống dân tộc, chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy tốc độ làm thước đo, lấy công nghệ làm bàn đạp. Cùng với sự nỗ lực học tập không ngừng, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng công trình đảm bảo về mặt chất lượng, tinh tế về mặt thẩm mỹ và tâm huyết trong từng dự án. Rất nhiều công trình đã được chúng tôi hoàn thành như từ đường 3 gian 2 mái, từ đường 3 gian 4 mái, từ đường 2 tầng 3 gian 8 mái, từ đường 5 gian, từ đường chữ đinh, từ đường chữ quốc, từ đường chữ nhị và hàng loạt các công trình khác được triển khai trên toàn quốc. Sự khác biệt của từ đường Kisato so với đơn vị khác đó là phong cách làm việc chuyên nghiệp, bài bản với hệ thống thiết kế thi công trọn gói đồng bộ, cùng với đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên môn, giám sát, sáng tạo và giàu kinh nghiệm. Hiểu được tấm lòng, hiếu kính hướng về tổ tiên, chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cùng quý khách hàng. Sự hài lòng của quý khách là niềm vinh dự của chúng tôi. Bằng sự tận tâm, nhiệt tâm, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị top 1 được khách hàng tin tưởng trong việc lựa chọn thiết kế, thi công, từ đường, nhà thờ họ với tôn chỉ, làm đẹp từ tâm.